cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào, với lại giọng nói vào, nên liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 82 52 799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do Thuận chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác không bị chèn nhạc vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, chuồng, sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn đó để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bản mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Sân Bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào, với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 82 52 799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do Thuận chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó không hiệu quả. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, chuồng, sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bản mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Sân Bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào, với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 82 52 799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do Thuận chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là